Tây Ban Nha đã hoàn tất việc chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào hôm nay 23 tháng 7. Việc đảm bảo sự thoải mái cho cử tri đi bỏ phiếu được chú trọng trong bối cảnh nước này đang trải qua mùa hè nóng bức. Lá phiếu và hồng phiếu đã được vận chuyển tới các điểm bầu cử trên khắp cả nước. Dự điểm bỏ phiếu đã trang bị thêm quạt gió, điều hòa và nước uống cho cử tri. Dù đợt nắng nóng cao điểm đã kết thúc tại Tây Ban Nha, nhưng nhiệt độ tại một số khu vực vẫn ở mức cao từ 36 đến 40 độ C. Theo kế hoạch, trong hôm nay 23 tháng 7, hơn 37 triệu cử tri Tây Ban Nha sẽ tham gia cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn. Hiện, lượng cử tri bỏ phiếu sớm qua đường bưu điện đã đạt mức cao kỷ lục. Dự kiến, các điểm bỏ phiếu sẽ mở cửa vào 9 giờ và đóng cửa vào 20 giờ theo giờ địa phương.